Phật dạy, này thiện hiện, như lời ông đã hỏi, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của Bố Thí Ba La Mật Đa mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã Ba La Mật Đa mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của Bố Thí Ba La Mật Đa mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã Ba La Mật Đa mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của Bố Thí Ba La Mật Đa mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã Ba La Mật Đa mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của Bố Thí Ba La Mật Đa mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã Ba La Mật Đa mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của Bố Thí Ba La Mật Đa mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã Ba La Mật Đa mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của Bố Thí Ba La Mật Đa mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã Ba La Mật Đa mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của Bố Thí Ba La Mật Đa mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh niết bàn của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã Ba La Mật Đa mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của Bố Thí Ba La Mật Đa có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã Ba La Mật Đa có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không. Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nên biết, chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Phật dạy, này thiện hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của pháp không nội mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của pháp không nội mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của pháp không nội mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của pháp không nội mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của pháp không nội mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của pháp không nội mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của pháp không nội mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh niết bàn của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của pháp không nội có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không. Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Phật dạy, này thiện hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận
của chân như mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của pháp giới phát tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế. Cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghị mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của chân như mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghị mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của chân như mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghị mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của chân như mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghị mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của chân như mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghị mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của chân như mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghị mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của chân như mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh niết bàn của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghị mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Thì này thiện hiện theo ý ông thì sao? Chân như của chân như có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Phật dạy: Này thiện hiện theo ý ông thì sao? Chân như của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghị có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Phật dạy: Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Phật dạy: Này thiện hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của Thánh Đế Phổ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của Thánh Đế Tập Diệt Đạo mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của Thánh Đế Phổ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của Thánh Đế Tập Diệt Đạo mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của Thánh Đế Phổ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của Thánh Đế Tập Diệt Đạo mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của Thánh Đế Phổ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của Thánh Đế Tập Diệt Đạo mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của Thánh Đế Phổ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của Thánh Đế Tập Diệt Đạo mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của Thánh Đế Phổ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của Thánh Đế Tập Diệt Đạo mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của Thánh Đế Phổ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh niết bàn của Thánh Đế Tập Diệt Đạo mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Thì này thiện hiện theo ý ông thì sao? Chân như của Thánh Đế Phổ có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Phật dạy: Này thiện hiện theo ý ông thì sao? Chân như của Thánh Đế Tập Diệt Đạo có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Phật dạy: Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Phật dạy: Này thiện hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của bốn tịnh lự mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của bốn tịnh lự mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của bốn tịnh lự mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của bốn tịnh lự mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của bốn tịnh lự mà học là học trí nhất thiết trí chăng?
vì sự vô diệt của bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của bốn tịnh lự mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của bốn tịnh lự mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh niết bàn của bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của bốn tịnh lự có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Phật dạy: Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Phật dạy: Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Phật dạy: Này thiện hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của tám giải thoát mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của tám giải thoát mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của tám giải thoát mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của tám giải thoát mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của tám giải thoát mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của tám giải thoát mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của tám giải thoát mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh niết bàn của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của tám giải thoát có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Phật dạy: Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Phật dạy: Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Phật dạy: Này thiện hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của bốn niệm trụ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của bốn niệm trụ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của bốn niệm trụ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của bốn niệm trụ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của bốn niệm trụ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của bốn niệm trụ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của bốn niệm trụ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh niết bàn của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của bốn niệm trụ có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Phật dạy: Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo có tận diệt đoạn chăng?
Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Phật dạy: Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Này Thiện Hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Phật dạy: Này Thiện Hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của pháp môn giải thoát không mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của pháp môn giải thoát không mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của pháp môn giải thoát không mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của pháp môn giải thoát không mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của pháp môn giải thoát không mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của pháp môn giải thoát không mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của pháp môn giải thoát không mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh niết bàn của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Thì này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của pháp môn giải thoát không có tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Phật dạy: Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Phật dạy: Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Này Thiện Hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Phật dạy: Này Thiện Hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của bậc cực hỷ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của bậc cực hỷ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của bậc cực hỷ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của bậc cực hỷ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của bậc cực hỷ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của bậc cực hỷ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của bậc cực hỷ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh niết bàn của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Thì này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của bậc cực hỷ có tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Phật dạy: Này Thiện Hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân có tận diệt đoạn chăng? Thiện Hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Phật dạy: Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Này Thiện Hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Phật dạy:
Này thiện hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của năm loại mắt mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của sáu phép thần thông mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của năm loại mắt mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của sáu phép thần thông mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của năm loại mắt mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của sáu phép thần thông mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của năm loại mắt mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của sáu phép thần thông mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của năm loại mắt mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của sáu phép thần thông mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của năm loại mắt mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của sáu phép thần thông mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của năm loại mắt mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh niết bàn của sáu phép thần thông mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của năm loại mắt có tận diệt đọa chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Phật dạy: Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của sáu phép thần thông có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Phật dạy: Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Phật dạy: Này thiện hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của 10 lực Phật mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, 18 pháp Phật bất cộng mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của 10 lực Phật mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của 10 lực Phật mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của 10 lực Phật mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của 10 lực Phật mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của 10 lực Phật mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của 10 lực Phật mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh niết bàn của 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của 10 lực Phật có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Phật dạy: Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Phật dạy: Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Phật dạy: Này thiện hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của pháp không quên mất mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của tánh luôn luôn xả mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của pháp không quên mất mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của tánh luôn luôn xả mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của pháp không quên mất mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của tánh luôn luôn xả mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của pháp không quên mất mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của tánh luôn luôn xả mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của pháp không quên mất mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của tánh luôn luôn xả mà học
là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của pháp không quên mất mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của tánh luôn luôn xả mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của pháp không quên mất mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh niết bàn của tánh luôn luôn xả mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của pháp không quên mất có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Phật dạy: Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của tánh luôn luôn xả có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Phật dạy: Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Phật dạy: Này thiện hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của trí nhất thiết mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của trí nhất thiết mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của trí nhất thiết mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của trí nhất thiết mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của trí nhất thiết mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của trí nhất thiết mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của trí nhất thiết mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh niết bàn của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của trí nhất thiết có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Phật dạy: Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Phật dạy: Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Phật dạy: Này thiện hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của tất cả pháp môn Đà La Ni mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của tất cả pháp môn Tam Ma Địa mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của tất cả pháp môn Đà La Ni mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của tất cả pháp môn Tam Ma Địa mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của tất cả pháp môn Đà La Ni mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của tất cả pháp môn Tam Ma Địa mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của tất cả pháp môn Đà La Ni mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của tất cả pháp môn Đà La Ni mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của tất cả pháp môn Tam Ma Địa mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của tất cả pháp môn Đà La Ni mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của tất cả pháp môn Đà La Ni mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh niết bàn của tất cả pháp môn Tam Ma Địa mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của tất cả pháp môn Đà La Ni có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Phật dạy: Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của tất cả pháp môn Tam Ma Địa có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Phật dạy:
Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Phật dạy, này thiện hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của quả dự lưu mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của quả Nhất Lai Bất Hoàn A-La-Hán mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của quả dự lưu mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của quả Nhất Lai Bất Hoàn A-La-Hán mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của quả dự lưu mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của quả Nhất Lai Bất Hoàn A-La-Hán mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của quả dự lưu mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của quả Nhất Lai Bất Hoàn A-La-Hán mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của quả dự lưu mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của quả Nhất Lai Bất Hoàn A-La-Hán mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của quả dự lưu mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của quả Nhất Lai Bất Hoàn A-La-Hán mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của quả dự lưu mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh niết bàn của quả Nhất Lai Bất Hoàn A-La-Hán mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao, chân như của quả dự lưu có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, không. Bạch thiện thệ, không. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao, chân như của quả Nhất Lai Bất Hoàn A-La-Hán có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, không. Bạch thiện thệ, không. Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Phật dạy, này thiện hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của quả vị độc giác mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của quả vị độc giác mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của quả vị độc giác mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của quả vị độc giác mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của quả vị độc giác mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của quả vị độc giác mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của quả vị độc giác mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao, chân như của quả vị độc giác có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, không. Bạch thiện thệ, không. Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Phật dạy, này thiện hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của tất cả hạnh Đại Bồ Tát mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của tất cả hạnh Đại Bồ Tát mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của tất cả hạnh Đại Bồ Tát mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của tất cả hạnh Đại Bồ Tát mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của tất cả hạnh Đại Bồ Tát mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của tất cả hạnh Đại Bồ Tát mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của tất cả hạnh Đại Bồ Tát mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao, chân như của tất cả hạnh Đại Bồ Tát có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, không. Bạch thiện thệ, không. Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Phật dạy,
Này thiện hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật có tận diệt đạn chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Phật dạy: Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế, là học trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế, là học trí nhất thiết trí. Phật dạy: Này thiện hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của hữu tình mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của hữu tình mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của hữu tình mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của hữu tình mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của hữu tình mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của hữu tình mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của hữu tình mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của hữu tình có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Phật dạy: Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế, là học trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế, là học trí nhất thiết trí. Phật dạy: Này thiện hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của Bồ Tát mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của Bồ Tát mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của Bồ Tát mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của Bồ Tát mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của Bồ Tát mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của Bồ Tát mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của Bồ Tát mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của Bồ Tát có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Phật dạy: Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế, là học trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế, là học trí nhất thiết trí. Hết quyển thứ 340.